Chào các bạn, chúng ta tới tiếp bài số 153. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta render và hậu kỳ Photoshop với khung cảnh ban ngày cũng như là ban đêm. Rồi. Sang bài 153, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng DOF nghĩa là depth of field hay còn có cái tên gọi khác đó là render xóa phông trong Corona render như hình ảnh các bạn đã được coi khi mà chúng ta lấy nét ở một cái đối tượng thì phía trước hay là phía sau nó sẽ bị mờ đi bị xoá nhòa đi và đi kèm với cái tính năng dof thì nó còn có thể xuất hiện thêm những hiệu ứng giống như là bokeh này, là hiệu ứng những cái điểm sáng ấy, nó bị méo mó biến dạng ra những hình thù hình dạng khá là bắt mắt bỏ kè bỏ kè bỏ kè ok nên chúng ta sẽ tới cái hướng đóp trước thì khi lên trên Google search đóp trong nhiếp ảnh như là trong chụp ảnh các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những website đưa ra những khái niệm hay những cái mô tả về cái hướng đóp trong chụp ảnh rất là rõ ràng chắc chắn rồi đóp viết tắt của từ depth và field độ sâu trường ảnh hay các bạn có thể hình dung nó là cái khoảng lấy nét mà chúng ta có thể có được khi điều chỉnh cái thiết bị chụp hình và cái khoảng lên nét này ấy, có thể rất là ngắn và cũng có thể rất là dài nếu nó rất là ngắn giống hình phía trên thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng xóa phông khi chụp hình nghĩa là phía trước và phía sau của nó bị xóa nhòa đi còn trường hợp cái độ sâu trường ảnh nó rộng nghĩa là khoảng lên nét rất là lớn thì các bạn sẽ được một cái bức hình thông thường giống như chúng ta vẫn thường chụp trong nhiếp ảnh ấy, có hai cái vấn đề ảnh hưởng tới cái hiệu ứng depth of field. Thứ nhất là khẩu độ hay còn gọi là cái độ mờ của ống kính. Khẩu độ càng lớn thì cái hiệu ứng depth và field càng rõ ràng. Cái hình ảnh của chúng ta thu lại được rất là dễ đạt được cái hiệu ứng xóa phông làm mờ hậu cảnh. Ngược lại, nếu khẩu độ càng nhỏ thì cái hiệu ứng depth và field càng khó xảy ra hơn. Thì trong Corona Render đối với thông số camera các bạn sẽ thấy rằng cái khẩu độ nó được đại diện bằng cái thông số f-stop khẩu độ càng lớn tương ứng với giá trị thông số này càng nhỏ và ngược lại khẩu độ càng nhỏ thì tương ứng với cái thông số này càng lớn nghĩa là lấy một mà chia cho cái giá trị này mà nhớ nha f-stop đại diện cho cái giá trị khẩu độ của ống kính muốn cái hiệu ứng đóp càng rõ thì chúng ta sẽ phải giảm cái thông số này xuống một cái vấn đề thứ hai ảnh hưởng tới hiệu ứng đóp trong nhiếp ảnh đó là cái độ dài tiêu cự của máy ảnh các bạn cần nhớ cái độ dài tiêu cự ấy, nó sẽ tính từ cái ống quang học này tới cái vị trí cảm biến này nghĩa là khoảng ngắn ngắn này thôi nha tương ứng như này này đó và trên cái hình ảnh này các bạn cũng có thể thấy được luôn độ dài tiêu cự càng lớn Nghĩa là cái khoảng này càng lớn này Thì cái khoảng lấy nét của chúng ta Depth of field nó càng hẹp Đồng nghĩa với việc Cái hiệu ứng xóa phông nó càng mạnh Và ngược lại Cái độ dài tiêu cự mà ngắn Thì cái khoảng lấy nét càng rộng Và cái hiệu ứng xóa phông càng kép Trong Corona Camera Nó có một cái thông số Đó chính là Focal Length này đại diện cho cái độ dài tiêu cự rất là dễ dàng nó có cái focal length với cái field view hai cái này nó linh lại với nhau thì ngược nhau thôi các bạn điều chỉnh cái thông số nào cũng được nếu mà chỉnh cái field view này càng tăng lên thì cái focal length nó càng ngắn đi và ngược lại giảm cái trên thì cái dưới nó tăng lên nếu các bạn muốn cái hiệu ứng đẹp và field rõ đồng nghĩa việc cái focal length nó phải lớn thì các bạn sẽ phải giảm cái field view đi đúng không rồi như vậy là có hai thông số giúp cho chúng ta tăng hay là giảm cái hiệu ứng DOF trong Corona Render. Thứ nhất là Focal Length. Thứ hai là F-Stop. Thì trong thực tế đấy, cái F-Stop hay là cái khẩu độ của máy ảnh nó sẽ ảnh hưởng lên cái độ sáng tối khi mà chúng ta chụp hình nữa. Nghĩa là khi mở cái khẩu độ nó càng lớn thì cái ánh sáng nó lùa vào càng nhiều và cái bức hình nó sẽ dễ bị cháy sáng. Nhưng mà trong phần mềm, trong Corona thì nó cho chúng ta lựa chọn một cái chế độ đó là Use Global Exposure Để cái chế độ mặc định này ấy, thì các bạn điều chỉnh cái F-stop vô tư Không có ảnh hưởng gì tới cái sự sáng hay là tối của cái bức hình nói chung Bảy phần mềm nó muốn làm cái gì cho được Còn những cái thông số khác thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái hiệu ứng Depth of Field mà chúng ta sẽ dự tính làm Nó liên quan tới cái hiệu ứng Motion Blur nghĩa là chụp hình khi mà một đối tượng nào đó chuyển động trong khung cảnh Cái đây chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau thực ra nó không quá quan trọng ít được ứng dụng hơn cái hướng đó ok ở đây tôi sẽ đặt một cái camera chĩa vào đây thì thực ra trước đây khi mà các bạn vẽ camera này bao giờ nó cũng gồm cái phần gốc và phần ngọn thì cái phần ngọn này, này nó chính là target distance nghĩa là cái vị trí mà lấy nét hay là cái khoảng cách mà lấy nét cái này nó rất là quan trọng Nó sẽ quyết định cho các bạn Ngay tại cái vị trí đó Chúng ta sẽ lấy nét Thì đồng nghĩa việc phía trước và phía sau cái vị trí này Nó sẽ bị làm mờ đi Trong cái hiệu ứng đóp đúng không Các bạn có thể điều chỉnh bằng tay Cầm cái này kéo Cũng có thể điều chỉnh Trong cái thông số camera Ở đây Nếu mà không dùng cái hiệu ứng đóp thì cái target này các bạn kéo xa kéo gần đâu quan trọng Bởi vì cái khoảng lấy nét là vô cùng Còn nếu sử dụng cái hiệu ứng dock Thì cái này nó phải đặt chính xác ở đâu đó Ví tôi đặt vào cái bình bông chẳng hạn Nhớ nha, phải đặt chính xác Không thì corona nó sẽ hiểu nhầm Không biết các bạn lấy nét ở vị trí nào Cái khoảng cách nào nữa. Cái tiếp tôi sẽ phải kích vào cái enable Trong mục depth of field lên Ở trên này nó có mục là depth of field và motion blur thì chúng ta đang chỉ sử dụng cái depth of field thôi trong chưa và ở phía dưới nó còn có cái tính năng override focus để cho các bạn lấy nét chủ động hơn bằng khoảng cách hoặc cũng thể chọn object nghĩa là nó ghi đè lên trên cái target distance này đúng không? Bây giờ cái này nó không xài nữa nếu mà các bạn override nữa còn nếu không kích vào override thì nó vẫn sử dụng cái target distance nghĩa là cái khoảng cách lấy nét lúc đầu bây giờ sử tôi muốn lấy con ca gỗ này tôi kích vào override focus không chọn theo value nữa object kích vào năn này rất là nhanh như vậy là nó tự động điều chỉnh cái khoảng cách tới cái vị trí những cái vật thể mà chúng ta muốn lấy nét ok bỏ cái clipping đi bởi vì chúng ta đặt trong phòng Render thử phát Chúng ta đã thấy vị trí con chó này Và những vật thể phía sau nó hơi mờ Nhưng nó chưa thực sự mờ lắm Tôi sẽ tăng cái hiệu ứng DOF lên Bằng cách giảm cái F-stop đi Ok Rất là dễ dàng tôi đã đạt được cái hiệu ứng DOF Trong Corona Render Thì các bạn có thể thắc mắc Cái thông số Focal length nghĩa là cái độ dài tiêu cự này chúng ta sử dụng khi nào thì cũng tùy, bởi vì nó phụ thuộc vào cái góc mà các bạn đặt camera. Khi mà chúng ta chỉnh cái focal length này, nó sẽ bóp cái góc nhìn chúng ta lại. Thấy không? Thường chúng ta sẽ chỉnh trong trường hợp một cái bối cảnh nó quá là chật chội, chật hẹp và nó sẽ tạo ra cái điểm tụ. Còn bình thường thì các bạn chỉ cần chỉnh duy nhất cái thông số f-stop là kiểm soát được cái hướng DOF nó mạnh hay yếu tới mức độ nào rồi. Không cần chỉnh cái focal length nữa. Ok tôi sẽ kéo xuống cái chữ bokeh này, cái hiệu ứng của bokeh này nó sẽ tự động xuất hiện khi mà các bạn sử dụng cái tính năng dof, nó cũng khá giống với cái hiệu ứng bloom and glare, này. nghĩa là có những cái điểm sáng hay là cái đốm sáng nào xuất hiện trong cái khung hình này, thì nó sẽ tự động lên cái hiệu ứng bokeh nhòe nhòe đi. ở đây chúng ta không thấy rõ lý do là không có cái gì cụ thể, không có cái điểm sáng nào, Thì không để mất thời gian nữa các bạn tôi đã nhặt cái model trong bài số 153 này ném vào trong khung cảnh chúng ta bởi vì nó là V-Ray này là các bạn sẽ phải convert nó sang Corona xóa đi những cái model không cần thiết tôi sẽ khoanh vùng này render cho nhanh cái thông số F-Stop tôi có thể giảm đi sâu hơn nữa để cái hướng ứng bokeh và doff nó thật là rõ Tôi không muốn những cái hình dạng tròn tròn giống vậy Tôi sẽ kích vào cái mục override Ghi đề cái hình ảnh của cái bokeh này Theo một cái dạng ví dụ blade chẳng hạn Và tôi chỉ cần để nó khoảng ba cạnh thôi Rồi ra luôn ba cạnh bokeh Bây giờ tôi không muốn hình dạng như này Tôi muốn hình trái tim chẳng hạn À tôi sẽ kích vào nút custom này Cái mục no map tôi sẽ ném cho nó một cái ảnh trái tim bấm phím M lên kéo Corona bit mask này trong bài số 153 tôi đã chuẩn bị hai trái tim này lấy cái này và bởi vì cái hình này nó đang bị ngược nền đúng ra nó phải là màu đen hình nó phải là màu trắng thì nó mới làm việc nên là tôi sẽ kích vào output invert nữa. ok cầm cái này ném vào no map và ngay lập tức tôi được cái bokeh dạng trái tim như này thì để nó hấp dẫn hơn những cái đốm sáng này của các bạn nó phải có những cái gần cái xa cái to cái nhỏ màu sắc nó khác nhau nữa thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được những hiệu ứng bokeh giống như trong nhiếp ảnh thực sự cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi tới cuối video hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp các bạn đang được coi full bộ tự học corona render 7 for 3ds max từ cơ bản tới chuyên sâu để được coi full bộ video được xem những video bị ẩn. Nhận được cái giáo trình thực hành cũng như có được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ Zalo hoặc Facebook. Tất cả những cái gì ngóc ngách về corona từ vật liệu, ánh sáng, những khung cảnh nội thất, ngoại thất, những khung cảnh ánh sáng ban ngày ban đêm đều được thể hiện chi tiết trong cái series học này. Chúc các bạn học thành công.